quý vị và các bạn, tôi là kỹ thuật viên Laser Việt Nam. Hôm nay tôi xin được mở hộp máy lọc nước Laser Ecolux A. Đầu tiên là thân máy. Tiếp theo là dây dẫn và van chữ T. Hai sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh. Khóa kết nối vòi. Và cuối cùng là vòi. Đi cùng với máy là một chiếc tủ tre cao cấp.